Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Bích Nga. Ngày hôm nay rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyện Nghề. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV1. Thưa quý vị, thông qua mỗi chương trình Chuyện Nghề, những người thực hiện chương trình của chúng tôi rất là mong muốn được giới thiệu đến với tất cả quý khán giả những ngành nghề đang có trong xã hội, những góc khuất, những niềm vui, những nỗi buồn gắn với ngành nghề để quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ có được định hướng nghề nghiệp tốt hơn cho tương lai của mình. Ngày hôm nay trong chương trình Chuyện Nghề, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị hai ngành nghề khá là tương hỗ với nhau trong công việc. Thứ nhất đó là nghề sản xuất và kinh doanh thời trang, và thứ hai đó là sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm. Để biết ngành nghề cũng như là hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta, họ là ai? Bên nhau và quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Thời trang luôn được coi là hơi thở của cuộc sống hiện đại. Cùng với sự lớn mạnh của nền công nghiệp Việt Nam, nhiều chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đại lý phân phối đã coi thời trang thực sự là một lĩnh vực mũi nhọn đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp. Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc thời trang, công ty Nahi với thương hiệu thời trang Parity đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế thời trang và sản xuất hàng may mặc. 25 năm biết bao thăng trầm, vui buồn với nghề, chị Thùy Dung vẫn luôn giữ trong mình ngọn lửa đam mê, muốn được làm đẹp cho mọi người với những sản phẩm chất lượng, chăm chút từng đường kim mũi chỉ. Mỗi bộ sưu tập được ra mắt công chúng là một đứa con tinh thần. Đã là người lựa chọn kinh doanh lĩnh vực thời trang, phải hiểu rõ nhu cầu khách hàng. Mỗi một khách hàng đến đều xuất phát từ một nhu cầu thời trang khác nhau. Sự lựa chọn trang phục cũng thuộc những tính cách mỗi người khác nhau. Một điểm mà Duy Linh chấm rất là cao cho thương hiệu Parity đó chính là chất liệu. Về chất liệu của Parity thì mềm mại, êm ái cũng như là có sức thấm hút mồ hôi rất là tốt, và là vẫn làm cho những phái ông cũng như là những quý ông chúng ta tôn được dáng của mình. Vì đó mà Duy Linh chọn thời trang Parity cho những cái cuộc hội nghị cũng như là event lớn của mình. Và với giá cả thì đối với Duy Linh là Parity là một trong những thương hiệu giá cả hợp lý mà những người mẫu như Duy Linh sẽ tìm đến và mua được cho mình những trang phục đẹp. Parity là một thương hiệu Việt Nam nhưng mà lại có những cái thiết kế, những cái chi tiết rất là tỉ mỉ và được trau chuốt rất là kỹ càng. Bên cạnh đó thì Parity lại là một thương hiệu với giá cả rất là hợp lý, với chất lượng không thua kém gì những cái thương hiệu ngoại nhập. Và một điểm đặc biệt đó là những cái đầm dạ hội của Parity là một cái điểm nhấn mà em rất thích khi đến với Parity, bởi vì trang phục dạ hội thì thường được em lựa chọn rất là nhiều trong những cái buổi tiệc quan trọng. Lý do tôi chọn trang phục này là bởi vì điều quan trọng nhất đó chính là về chất lượng sản phẩm. Điều thứ hai đó chính là về đa dạng mẫu mã, kiểu cách. Và cái thứ ba đó là cái rất là quan trọng, đó chính là giá cả hợp lý. Tôi thường hay đi dạo phố, đi làm và đi event, sự kiện thì thời trang Parity là một trong những lựa chọn hàng đầu đối với tôi. Tôi tình cờ đi ngang đây thì thấy cửa hàng Parity trang trí rất sáng và đẹp. Thì mọi thứ thì thấy rất là sang trọng. Nên là tôi tò mò muốn ghé vào xem. Thì thấy ở đây thì các cái sản phẩm rất là đa dạng cho cả nam và nữ. Hàng ngày thì tôi thường là mặc áo thun với quần jean. Thì khi mà tôi nhìn các sản phẩm ở đây thì tôi rất là ưng ý với các sản phẩm jean của Parity và các cái áo polo. Với cái chất liệu rất là mềm mại và màu sắc thì rất là trẻ trung, lịch sự. Em cảm thấy rất là hài lòng mỗi khi đến với Parity, bởi vì nhân viên ở đây các bạn tư vấn và giúp cho em lựa chọn những bộ trang phục rất là phù hợp với mình. Bên cạnh đó em cũng cảm thấy được là các bạn rất là yêu mến cũng như là rất là muốn để tìm được cho khách hàng những bộ trang phục phù hợp nhất. Em nhất định sẽ quay lại với Parity. Có thể nói ngành nghề kinh doanh thời trang đòi hỏi rất nhiều yếu tố về trình độ, kiến thức, nhận định xu hướng thời trang theo từng mùa, màu sắc, chất liệu, v.v. Qua quá trình rèn luyện, mỗi bản thân từng người khi tham gia vào lĩnh vực kinh doanh thời trang sẽ tự xây dựng cho mình một phong cách, một xu hướng thời trang riêng. Với kiến thức và những trải nghiệm riêng có, ngày hôm nay chương trình Chuyện Nghề sẽ mang đến câu chuyện của những nhân vật đặc biệt, và thông qua đó các bạn trẻ sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn với nghề kinh doanh thời trang đầy ấn tượng và tiềm năng.
Có lẽ mỹ phẩm được xem là một trong những ngành nghề được các bạn trẻ chọn để khởi nghiệp nhiều nhất hiện nay bởi sự hấp dẫn của ngành nghề này. Các bạn trẻ được thỏa sức khai thác niềm đam mê nghiên cứu và kinh doanh. Rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm ra đời đã trở thành xu hướng. Được thành lập từ năm 2014, sau những năm kinh doanh mỹ phẩm Huyền Cò đang từng bước xây dựng vị thế vững chắc trong lĩnh vực chăm sóc da và làm đẹp. Mỹ phẩm Huyền Cò thuộc phân khúc cao cấp đã làm hài lòng chị em phụ nữ, đặc biệt là các sản phẩm dành cho mặt và cơ thể, dưỡng trắng và làm đẹp da. Sắp tới thì công ty cũng sẽ có những cái định hướng chiến lược để mà giúp nâng cao cái uy tín đối với lại khách hàng và đặc biệt là những người trực tiếp phân phối những cái dòng sản phẩm của mỹ phẩm Huyền Cò. Và công ty sẽ mở cửa nhà máy để cho các khách hàng khi mà người ta có nhu cầu về tham quan nhà máy thì công ty sẽ đón tiếp để có một cái nhìn khách quan về nhà máy của công ty, về cái việc là công ty hoạt động rất là quy củ và chuyên nghiệp. Ngoài ra thì sẽ phát triển mạnh về mặt marketing, tiếp thị vào từng hệ thống đến từng tỉnh để phát triển thương hiệu không những chỉ là trên thị trường online mà sau này sẽ phát triển mạnh để chúng ta về mặt các cái hệ thống truyền thông về như chợ và từng khu vực để đi làm về địa phương. Ngoài ra, mỹ phẩm Huyền Cò cũng mang đến cơ hội được tự kinh doanh và tìm kiếm nguồn thu nhập cho các chị em phụ nữ, các mẹ bỉm sữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe người giám đốc trẻ, xinh đẹp và tài năng của mỹ phẩm Huyền Cò nói gì về những bí quyết đã làm nên thành công của mỹ phẩm Huyền Cò trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, ngay sau đây để có cái nhìn cận cảnh cũng như là lắng nghe những chia sẻ từ người trong cuộc, chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời. Ngay sau đây Bích Nga rất hân hạnh được giới thiệu với quý vị. Xin được giới thiệu với quý vị chị Phạm Thị Thùy Dung, giám đốc của công ty Nahi. Và xin được giới thiệu với quý vị vị khách mời thứ hai trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đó là chị Võ Thị Ngọc Huyền, giám đốc công ty Huyền Cò. Vâng ạ, xin được kính chào hai vị khách mời. Ngày hôm nay rất là cảm ơn cả hai vị khách mời nữ rất là xinh đẹp đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của Bích Nga để chúng ta cùng nói về không có chủ đề nào xa lạ hết cả, đó chính là công việc của hai chị đang làm, những niềm vui, nỗi buồn, những điều gì mà các chị tâm huyết và mong muốn được chia sẻ với khán giả của chương trình Chuyện Nghề. Câu hỏi đầu tiên Bích Nga sẽ được dành cho Huyền ạ, một bạn nữ rất là trẻ trung xinh đẹp. Và Bích Nga cũng được biết là năm 2016 Huyền đã đoạt được giải là Á hậu doanh nhân năm 2016, xin được chúc mừng bạn với danh hiệu này. Với một cái nền tảng như vậy, với một cái sắc vóc như vậy thì tại sao Huyền lại không chọn cho mình một cái hướng đi nó mang hơi hướng nghệ thuật, giải trí giống như là nhiều gương mặt hot uy tín trong thời điểm hiện tại mà lại chọn cho mình con đường có vẻ khó khăn hơn, đó là kinh doanh ạ? Đầu tiên thì Huyền xin chào quý vị khán giả đang xem đài. Cảm ơn chị đã dành cho Huyền một cái lời khen. Năm ngoái khi mà may mắn á, mình đạt được cái giải Á hậu doanh nhân thì rất là nhiều người nghĩ Huyền là sẽ bước chân vào showbiz. Nhưng mà showbiz thì là giới nghệ thuật thì nó đòi hỏi một cái sự tỉ mỉ cũng như là chỉnh chu. Bản thân Huyền thì Huyền cũng rất là thích nghệ thuật nhưng mà mình lại đam mê kinh doanh hơn. Mình muốn là mình là cái người mà đem tới cho chị em phụ nữ sắc đẹp, bởi vì là chị có thấy không, đúng là chị em phụ nữ mình sắc đẹp rất quan trọng, ai cũng thích đẹp, đúng không? Đó là cái quyền năng của mình mà. Chính xác. Đó thì Huyền giai đoạn này và cũng Huyền cũng muốn là tập trung là để tạo ra những cái sản phẩm tốt cũng như là đem tới cho chị em mình cái sắc đẹp trước đã. Còn sau này thì Huyền không có biết là mình có tham gia nhiều trong cái tham gia nhiều cái chương trình nghệ thuật hay không thì chưa nói trước được. Còn bây giờ thì là mình vẫn tập trung vào kinh doanh hơn. Dạ vâng. Bên cạnh việc làm đẹp bằng mỹ phẩm, bằng những sản phẩm dưỡng da thì chúng ta có thể chọn một cách khác, đó là khoác lên mình những bộ cánh để tôn dáng, để làm cho chúng ta tự tin hơn. Với Nga đang muốn nhắc đến thương hiệu thời trang Polity của chị Dung ạ. Với Nga biết là bản thân chị Dung cũng là một người rất là tâm huyết, có lẽ là làm thì giỏi hơn là nói rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay trong chương trình này thì chúng ta sẽ bộc bạch, sẽ chia sẻ với khán giả theo cá nhân chị thì nhìn lại với thương hiệu thời trang Polity của mình đã làm ra đến thời điểm hiện tại thì chị nghĩ rằng là Polity đã đạt được những thành công bước đầu như thế nào? Thì thành công của Polity trong thời gian này nhất định đó là do từng dòng sản phẩm của Polity được đầu tư, thiết kế, rồi sản xuất chăm chút tỉ mỉ và luôn bắt kịp thời đại xu hướng trong nước và ngoài nước để tạo nên một sản phẩm thời trang để tôn lên cái dáng đẹp nhất là người Việt mình.
để đưa vào thị trường Việt Nam trong các hệ thống siêu thị, các trung tâm thương mại, rồi đã xuất hiện trên các sàn diễn, rồi cũng như là trên các đài báo chí để đưa đến những người hâm mộ về thời trang. Bản thân Bích Nga cũng rất là ấn tượng với cái tên thương hiệu của mình, sẽ là thương hiệu Parity. Vậy thì khi mà chị Dung đặt tên cho thương hiệu của mình á, thì chị đặt đằng sau đó là cái niềm kỳ vọng gì, hoặc là cái ý nghĩa của cái tên gọi này như thế nào chị ạ? Đặt tên cho Parity, chúng tôi cũng biết được là cái sứ mạng của mình sẽ mang theo sau đó là gì. Và cái tên thương hiệu Parity đó là sự công bằng, sự bình đẳng. Và Dung thiết nghĩ là trong cuộc sống, bất cứ bạn là ai, bạn từ đâu, bạn cũng có thể làm đẹp cho mình trên những dòng sản phẩm của thiết kế từ của người Việt. Bây giờ thấy là cái triết lý kinh doanh của mình được đặt vào cái tên nó rất là ý nghĩa, rất là nhân văn. Và hy vọng là chị sẽ tiếp tục tạo ra được nhiều cái cơ hội để cho mọi người được làm đẹp cho bản thân mình bằng những cái sản phẩm mà nó hợp lý, vừa túi tiền và nó cũng đẹp. Dạ vâng. Quay trở lại với câu chuyện của cô gái xinh đẹp ngồi cạnh tôi đây là bạn Huyền ạ. Huyền ơi, hồi nãy Huyền nói với Bích Nga là cái niềm đam mê của Huyền dành cho việc kinh doanh đó, nó còn lớn hơn cái niềm đam mê dành cho nghệ thuật. Vậy thì không biết là một cô gái trẻ như thế này thì cái niềm đam mê dành cho việc kinh doanh, mà đặc biệt là kinh doanh mỹ phẩm, nó đến từ đâu ạ? Đầu tiên á, là xuất phát từ bản thân Huyền. Mình làm lúc nào mình cũng khao khát là mình được đẹp, mình phải đẹp, lúc nào cũng phải đẹp hàng ngày. Thì lúc đó là Huyền mới tìm hiểu những cái sản phẩm, những làm đẹp từ thiên nhiên. Ban đầu là rau củ quả để mình cải thiện cái làn da của mình lúc đó. Sau này thì mình có tìm hiểu thêm nhiều cái phương pháp làm đẹp hơn. Đó thì sau này khi mà da mình trở nên đẹp hơn, trắng hồng hơn, thì mọi người khi mà người thân của mình, người quen á, lâu ngày gặp lại, wow, sao bữa nay da đẹp quá vậy, là nhìn mình là có một cái nhìn khác hơn về con người mình nữa. Thì khi đó mọi người là hỏi mình để chia sẻ cái bí quyết làm đẹp của mình. Thì khi đó thì Huyền cũng có chia sẻ với lại người thân. Sau đó thì chắc là tiếng lành đồn xa. Thì từ người này nhiều người biết, và cứ mỗi ngày mình ngủ dậy thì mình nhận được rất là nhiều tin nhắn, họ chia sẻ, muốn mình chia sẻ cái bí quyết làm đẹp của mình. Thì đó cũng là một cái động lực mà để thôi thúc Huyền tạo ra những cái sản phẩm làm đẹp thân thiện với chị em phụ nữ của chúng ta. Dạ vâng ạ. Như chị Dung đã có chia sẻ là chị muốn tạo ra một cái cơ hội công bằng, bình đẳng cho mọi người được đẹp. Cho đến thời điểm hiện tại thì xin được hỏi là thương hiệu Parity của mình được bao nhiêu tuổi rồi chị ạ? Thương hiệu Parity là được hơn 3 tuổi. Dạ. Nhưng mà nó tiền thân của nó là cũng hơn 23 năm. 23 năm? Dạ, dạ vâng. Tức là mình kinh doanh trong lĩnh mình vực... Mình kinh doanh, sản xuất trong cái lĩnh vực may mặc thời trang hơn 23 năm. Dạ, dạ vâng. Một cái khoảng thời gian cũng rất là dài. Dạ vâng. Vậy thì xin được hỏi là đâu là cái điểm mà chị nghĩ nó là cái giá trị cốt lõi mà kể cả 3 năm hay 23 năm thì mình vẫn duy trì cái điều đó cho thương hiệu thời trang Nahi của mình? Dạ vâng. Thương hiệu thời trang Parity cốt lõi là ở chỗ là chất lượng sản phẩm, rồi phục vụ mình từ bộ phận thiết kế cho tới về bộ phận sản xuất, các bạn sản xuất cho chút từng sản phẩm cho tới tất cả các em bán hàng, thì cũng tư vấn cho khách hàng tận tụy để chọn được cái bộ trang phục ưng ý và đẹp nhất mà họ mong muốn. Dạ vâng. Dạ vâng. 23 năm vừa qua đó thì theo chị là đâu là những cái khó khăn lớn nhất mà chị cùng với cộng sự của mình đã phải đối mặt và mình đã vượt qua? Dạ vâng, khó nhất của trong ngành may mặc nói chung và cho riêng công ty Nahi thời trang Parity nói riêng thì là sự luôn cạnh tranh về đổi mới cái đẹp và hội nhập, nhất là tới thời điểm hiện tại ở đất Việt mình thì nhiều thương hiệu của nước ngoài và bùng nổ, cho nên cũng là một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt, cho nên từ đó mình cũng phải chăm chút về sản phẩm, sáng tạo, rồi nó cũng phải độc đáo, hiện đại và phù hợp với người Việt mình, rồi về vấn đề phục vụ tận tâm. Chị đang nói là cái thế mạnh của mình hơn các cái thương hiệu khác, đó là một cái khâu mình nghiên cứu thiết kế sản phẩm. Bích Nga hỏi rõ hơn ở cái khâu này trong công ty của mình tổ chức bộ phận nghiên cứu như thế nào để liên tục cập nhật được mẫu mã mới? Dạ vâng, thì cũng có đội ngũ là thường xuyên đi tìm hiểu thị trường, rồi cũng qua các trang mạng, rồi
ngay cả bản thân Thùy Dung cũng phải tìm hiểu rồi hội nhập, hoặc là Dung phải có những cuộc phải là dành thời gian đi ra các đất nước bạn rồi để nhìn thấy thực cái những sản phẩm và những cái từ cái cách trưng bày, từ cái gu, cái xu hướng màu sắc rồi thì tới những sản phẩm mà họ đang bán chạy ở thị trường của họ. Rồi về đó rồi Dung cũng nối kết để cùng với cái thời trang Việt Nam bên mình hòa quyện, nó vừa hợp mà nó vừa mang tính chất hiện đại. Thêm một cái vấn đề nữa Bích Nga cũng nghĩ đó là khó khăn của ngành may mặc, đó chính là nguyên phụ liệu đầu vào. Dạ vâng. Chị giải quyết bài toán là như thế nào? Vâng, nguyên phụ liệu đầu vào hiện tại thì mình vẫn luôn ủng hộ cho những cái nguyên phụ liệu của sản xuất từ Việt Nam. Mà nhưng mà thực sự ra thì hiện tại cái khó khăn của mình là đa phần là nhập từ nước ngoài về. Chúng ta thấy đây là một cái vấn đề lớn của cả ngành may mặc chứ không riêng gì công ty chị Dung, đúng không? Dạ vâng. Chúng ta đang nói đến khó khăn. Vậy thì Huyền ạ, bạn đã trải qua những khó khăn như thế nào trong quá trình mà mình xây dựng thương hiệu cũng như là tiến hành hoạt động kinh doanh với thương hiệu mỹ phẩm Liền Cò của mình? Trong cái quá trình mà em khởi nghiệp thì có rất là nhiều cái khó khăn. Đến cả bây giờ này, khi mà em đã có một cái chỗ đứng nhất định rồi thì mình bị khó khăn bởi vì cái sự cạnh tranh. Cạnh tranh lành mạnh có, cạnh tranh không lành mạnh cũng có. Rồi cái lúc mà mới khởi nghiệp thì mình lại bị một cái tiêu cực, một cái suy nghĩ tiêu cực khi mà mình bị áp lực nhiều quá, mình bị stress. Thì mình nghĩ là sao cùng với cái lứa tuổi của mình, 16, 17 tuổi, các bạn cùng lứa của mình thì được bao bọc bởi cái sự an toàn của cái gia đình, tại sao mình cứ phải lao, mình bôn ba, mình làm cái gì? Nhưng mà xong rồi qua một hồi thì cái stress nó giảm xuống, thì mình suy nghĩ là cái lý do vì sao mà mình kinh doanh, vì sao mà mình thực hiện cái đam mê này của mình. Thì đó, thì sau này qua trải qua một cái quá trình kinh doanh á, thì em cảm thấy là mình bản lĩnh hơn và mình biết được là mình chín chắn hơn, mình biết được là cái nào cần xử lý như thế nào để cho cái kinh doanh của mình ổn định hơn. Dạ vâng, người ta vẫn thường hay nói thử thách một là sẽ làm cho bạn gục ngã, còn nếu không thì sẽ làm cho bạn rất là mạnh mẽ, đúng không? Dạ vâng. Ở đây câu chuyện của Huyền thì đang nói đến sự cạnh tranh, mà nói đến sự cạnh tranh thì phải nói đến sự khác biệt. Vậy thì sự khác biệt của thương hiệu mỹ phẩm của bạn so với hàng loạt các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường là gì? Trên thị trường hiện nay á, có rất là nhiều loại mỹ phẩm từ cao cấp cho tới bình dân, nhiều thương hiệu khác nhau, hàng giả có, hàng thật có, hàng kém chất lượng cũng có. Thì khi mà khách hàng lựa chọn một cái sản phẩm thì tốt nhất là nên tìm hiểu về cái nguồn gốc của sản phẩm đó có an toàn hay chưa và có được kiểm định hay chưa. Bên Huyền Cò bên mình á, thì một cái ưu điểm lớn nhất đó là được có một cái nhà máy sản xuất đạt chuẩn và công nghệ cũng như là nguyên liệu là nhập khẩu từ châu Âu, từ các nước tiên tiến. Thì khi mà set up cái cũng như là vận hành cái hệ thống này thì có chuyên gia nước ngoài qua để vận hành và hướng dẫn lại cho cái những cái nhân viên con người bên mình. Và chị cũng biết là Việt Nam của mình thì đã nằm trong một cái vùng khí hậu nhiệt đới ẩm và nóng, thì da của các chị em thì hay bị cháy nắng cũng như là hay bị mụn. Thì hiểu được cái điều này thì công ty lúc nào cũng cho ra những cái công thức cũng như là những cái sản phẩm phù hợp nhất đối với làn da của chị em phụ nữ Việt Nam mình. Thêm một yếu tố nữa, yếu tố con người với Nga nghĩ cũng là một cái điểm khác biệt. Chính xác. Đối với hệ thống con người á, thì Huyền may mắn sở hữu được một cái hệ thống các bạn nhà phân phối chi nhánh cũng như là đại lý cấp dưới á, là chuyên tâm yêu sản phẩm, yêu cái công việc mà mình đang làm cũng như là cái công việc mà đem sắc đẹp trao tới cho mọi người. Thì đó cũng là một cái may mắn lớn nhất đối với Huyền cũng như công ty, mà thực sự là không phải là một cái nhãn hàng nào cũng có thể có được cái điều này. Nhân đây thì Huyền cũng muốn được gửi lời cảm ơn đến hệ thống cấp dưới cũng như là nhân viên của mình một lời cảm ơn sâu sắc nhất, và Huyền sẽ cố gắng update cũng như là bổ sung những cái kiến thức mới nhất. Cảm ơn Huyền rất là nhiều với chia sẻ vừa rồi. Quay trở lại với câu chuyện của chị Dung ạ. Bên Nga được biết là với cái tuổi đời của thương hiệu thời trang Party của mình nó cũng còn khá là mới mẻ. Vậy thì trong thời gian sắp tới, chị cùng với công ty sẽ có những chiến lược hoặc là kế hoạch gì để tiếp tục đứng vững và phát triển thương hiệu của mình trên thị trường? Để đứng vững và chiến lược trên thị trường, trước tiên là tại thị trường đất Việt mình, thì Thùy Dung cũng bên công ty Nahi cũng đầu tư về máy móc và nguồn nhân lực, từ con người, từ khâu thiết kế cho tới khâu hoàn thành sản phẩm cho tới cách phục vụ. Và chiến lược thì Thùy Dung sẽ cho ra những cái sản phẩm
mang tính chất nó hội nhập với quốc tế và nhưng mà phù hợp với phong cách của người Việt mình. Rồi đưa cái sản phẩm của mình vào các trung tâm thương mại lớn. Tại sao chị lại không chọn cho mình việc mà mở một cái hệ thống cửa hàng hiện hữu mà lại đi vào các trung tâm thương mại ạ? Dạ vâng, mình nghĩ ở nơi đó là cái cửa ngõ để đón khách, tại vì mình cũng muốn từng sản phẩm của mình khi mình sản xuất ra, mình muốn thổi cái hồn của, cho cái từng sản phẩm của mình và muốn gửi gắm tới từng khách hàng. Dạ. Trước tiên là ở các hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại, sau này mình sẽ có chiến lược, mình sẽ phát triển ở các kênh phía ngoài. Dạ. Vậy thì với sự phát triển của công nghệ hiện đại như hiện nay thì cái kênh bán hàng online bên mình đã tận dụng chưa ạ? Công ty Nahi sẽ đưa ra sản phẩm Bati vào kênh online trong năm 2018 này, chắc chắn sẽ là đúng với những gì sản phẩm của mình nói trên online. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị Dung rất là nhiều. Cũng một câu hỏi tương tự như vậy với thương hiệu mỹ phẩm của Huyền. Vậy thì chiến lược của Huyền cũng như là công ty trong thời gian sắp tới là gì để chúng ta cùng tiếp tục đứng vững và phát triển trên thị trường? Trước mắt thì công ty Huyền vẫn là hoạt động theo cái kênh online. Năm 2018 thì công ty Huyền sẽ phát triển cái hệ thống cửa hàng rộng rãi trên toàn quốc. Và tiếp tục là công ty sẽ tạo ra nhiều cái sản phẩm hơn để cho các chị em phụ nữ mình là đa dạng về trong cái sự lựa chọn. Hiện tại thì công ty vẫn đang hoạt động theo các tôn chỉ. Đó là đối với khách hàng thì mình phải luôn hiểu được cái nhu cầu và cái nhu cầu của khách hàng đang muốn gì và cần gì. Đề cao cái tinh thần là cùng hợp tác và phát triển, thống nhất và đưa ra những cái dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng. Còn đối với nhân viên và hệ thống của công ty thì là luôn được đào tạo bài bản và phải làm việc trong một cái môi trường là chuyên nghiệp và năng động nhất. Và tiếp nữa đó là đối với cộng đồng thì phải có một là công ty là luôn hướng tới những cái lợi ích của cộng đồng. Làm sao mà mình phải hài hòa được giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích với cộng đồng. Dạ, rất là nhiều việc cần phải làm phía trước đúng không? Có lẽ như là một cái gánh nặng khá là nặng đặt lên đôi vai bé nhỏ này. Nhưng mà tôi tin là với sự đồng hành của các cộng sự trong công ty thì chúng ta sẽ có thể đạt được những cái kế hoạch mà mình đã đặt ra. Chị Dung ạ, bây giờ Bích Nga sẽ đặt một câu hỏi tiếp theo liên quan đến một trong những cái mảng mà Bích Nga nghĩ nó là một cái mảng kinh doanh mà công ty Nahi đang suy nghĩ đến và sẽ triển khai nó trong thời gian sắp tới. Đó chính là mảng kinh doanh vào phụ kiện và trang sức. Chị có thể nói rõ hơn về câu chuyện này ạ? Thì trong tương lai sắp tới, tôi nghĩ thiết thực thì thời trang, tất cả dù nam hay nữ, khi mặc trên người thì cũng luôn phối hợp với những cái phụ kiện để làm tôn lên cái vẻ đẹp, cái sự trẻ trung, sự năng động gì đó theo cái style riêng của mỗi người. Nhưng mà trong tương lai sắp tới đây thì công ty Nahi cũng sẽ đưa vào những sản phẩm trang sức hoặc phụ kiện từ phía của đất nước đã có từ lâu đời và nổi tiếng để làm đẹp thêm, đi kèm thêm những cái trang phục của người Việt mình. Cái khâu thiết kế những cái trang sức này là do bên mình làm luôn ạ? Dạ, khâu thiết kế này thì do trước đây cái công ty của bên nước ngoài nhá, người ta đã có từ lâu đời và người ta có thâm niên và có những đội ngũ thiết kế bắt kịp với xu hướng của Âu Châu, rồi của bên Á Châu thì của Nhật Bản mình. Và sắp tới thì Dũng cũng đang trao đổi với họ để thiết kế ra những cái bộ trang sức để cho nó phù hợp với người Việt rồi và với cách riêng cho thời trang Parity. Dạ vâng, và chúng tôi hy vọng là chương trình chuyển nghề về sau sẽ gặp lại chị Dung nhưng mà ở một cái vai trò mới, đó là sản xuất và kinh doanh các mặt hàng trang sức chứ không chỉ là trang phục như ngày hôm nay. Cảm ơn chị Dung rất nhiều ạ. Quay trở lại với câu chuyện của Huyền, vừa qua đó có một cái thông tin, đó là một cái lô hàng rất là lớn về mỹ phẩm nó bị phát hiện là không rõ nguồn gốc và đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan đến các cái thương hiệu mỹ phẩm khác mà hiện nay đang có mặt trên thị trường. Vậy thì bản thân bên công ty của Huyền đã làm như thế nào để mình chứng minh được cái chất lượng cũng như là nguồn gốc cũng như là những cái điểm khác biệt của sản phẩm mỹ phẩm bên mình ạ? Không phải riêng cái hàng mà gọi là không có nguồn gốc xuất xứ không đâu chị. Tại vì người Việt Nam mình và Mỹ có một cái khái niệm, đó là khái niệm kem trộn nữa. Đó, trên thị trường lúc nào người sử dụng cũng hoang mang là có phải là
sản phẩm tôi đang dùng có phải là kem trộn hay không. Thì thực chất á, cái kem trộn nó là một cái khái niệm dành cho các loại mỹ phẩm mà được sản xuất từ những cái công cụ thô sơ và không có được một cái cơ quan chức năng nào kiểm duyệt trước khi ra thị trường. Thì đó là một cái khái niệm dành cho kem trộn thôi. Còn đối với công ty mỹ phẩm Huyền Cò là ưu điểm của nó là có nhà máy sản xuất và dây chuyền cũng như là nguyên liệu được nhập khẩu toàn bộ từ châu Âu, từ những cái nước tiên tiến phát triển. Thì hệ thống vận hành cũng như là con người, tất cả mọi thứ đều vô vào một cái quy trình nhất định. Thì đó cũng là một cái ưu điểm bên em. Ngoài ra thì mỹ phẩm Huyền Cò còn có những cái điểm gì gọi là vượt trội nữa? Hiện tại thì nhà máy mỹ phẩm Huyền Cò vẫn đang hoạt động và có địa chỉ là tại khu công nghiệp Cát Lái, quận 2, một trong những cái khu công nghiệp mà lớn nhất Việt Nam mình. Thì công ty Huyền cũng như là bản thân Huyền lúc nào cũng là chào đón khách hàng để đến ghé thăm và tham khảo những cái sản phẩm bên công ty. Gần đây nhất vào tháng 7 thì là công ty có tiếp khoảng 100 khách để ghé thăm nhà máy. Dạ vâng. Có lẽ đó là một trong những cái cách mà rõ ràng nhất để chúng ta chứng minh về cái nguồn gốc sản phẩm của công ty Huyền, đúng không? Câu hỏi cuối cùng để khép lại chương trình ngày hôm nay thì theo Huyền, điều gì là điều cốt lõi để tạo nên thành công cho thương hiệu mỹ phẩm của em? Theo Huyền á, cái giá trị cốt lõi mà để đem tính thành công nhất định cho một cái thương hiệu có hai yếu tố. Thứ nhất là về chất lượng sản phẩm, thứ hai là về con người. Cái chất lượng sản phẩm đó thì làm sao mà đem cho tới người dùng một cái dòng sản phẩm mà an toàn, mà thân thiện nhất. Còn đối với con người á, thì tạo ra một cái chuỗi hệ thống từ nhân viên cho tới các hệ thống ở dưới, những cái môi trường em năng động và chuyên nghiệp. Và đặc biệt nữa là tạo ra một cái cộng đồng mà khởi nghiệp dành cho các chị em phụ nữ cũng như là những cái bạn sinh viên mới khởi nghiệp, là tạo ra một cái cộng đồng rất là lớn, có thể tạo được thu nhập cho bản thân mình, đúng không? Ngày hôm nay Bích Nga rất là cảm ơn chị Dung cũng như cảm ơn Huyền đã đến tham gia chương trình và chúc cho những dự định của hai chị trong thời gian sắp tới sẽ sớm thành hiện thực và thành công. Cảm ơn hai chị. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện Nghề tuần này cũng xin được tạm dừng. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Tuần tới thì Bích Nga cũng rất hy vọng được gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ thứ năm trên kênh HTV1 quý vị nhé. Xin được mến chào tạm biệt quý vị.